Cũng ở lĩnh vực âm nhạc, mới đây ca sĩ Yên Hà đã đưa những giai điệu quen thuộc của âm nhạc Nga trở lại với sân khấu thủ đô bằng đêm nhạc mang tên Gặp gỡ đầu xuân. Đây cũng là đêm nhạc đặc biệt mở màn cho chuỗi chương trình nhạc Nga cho năm mới 2021 của nữ ca sĩ Yên Hà. Đêm nhạc mang tên Gặp gỡ đầu xuân tái hiện những bản tình ca Nga tuyệt vời như tình ca Du mục, Katyusha, Nước Nga tổ quốc tôi, Đôi bờ, đưa khán thính giả sống trọn vẹn trong những cảm xúc gắn bó với nước Nga, say đắm tâm hồn Nga qua những ca khúc nhạc Nga thật đẹp đẽ, sâu lắng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Yên Hà. Ca sĩ Yên Hà dự định sẽ tổ chức đêm nhạc Nga định kỳ hàng tháng, tạo một sân chơi nghệ thuật cho nghệ sĩ và công chúng yêu đất nước Nga. Thực sự thì hôm nay Yên Hà cảm thấy rất là xúc động và rất là vui, bởi vì sau một thời gian các nghệ sĩ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì ngày hôm nay Yên Hà có thể tổ chức một đêm nhạc đặc biệt là một đêm nhạc Nga. Và đây cũng chính là cái chương trình đầu tiên trong năm mới mà Yên Hà tổ chức gửi đến quý vị khán giả. Và đến với chương trình thì Yên Hà muốn tạo ra một cái sân chơi về âm nhạc Nga cho những người yêu tiếng Nga, yêu nhạc Nga và có sự gắn bó với nền văn hóa cũng như nước Nga. Yên Hà hát được rất nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ dân gian đến cách mạng, nhạc trẻ, nhạc trữ tình và đặc biệt nổi tiếng bởi khả năng hát tiếng Anh và sau này là tiếng Nga. Học hai trường đại học, hiện tại đang theo học cao học chuyên ngành ngôn ngữ, nhưng Yên Hà vẫn đam mê nghệ thuật hơn cả. Chọn sự nghiệp ca hát cho tương lai, Yên Hà chia sẻ, cô biết chắc chắn sẽ có rất nhiều chông gai chờ đón trước mặt. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng tự tin vào lợi thế hát tiếng Nga cũng như những nỗ lực của mình. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí